Bùi Huy Hoàng, hành trình 30 ngày xuyên Việt, bỏ cuộc thì ai cũng có thể làm được, nhưng kết thúc của hành trình thì chưa chắc. Hành trình của Bùi Huy Hoàng là 30 ngày rong ruổi trên các cung đường cùng chiếc xe đẩy như xe nôi của em bé. 1.800 km từ đầu điểm xuất phát ở bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng chạy để thử thách bản thân và hành trang đặc biệt theo Hoàng là câu chuyện 13 năm yêu thương của hai mẹ con chú lính chỉ thiện nhân, tấm lòng của chị Trần Mai Anh và tinh thần của quỹ thiện nhân cũng là nguồn cảm hứng cho chặng đường xuyên Việt của chàng trai trẻ. Hoàng muốn bằng cách nào đó mình có thể giúp đỡ được những đứa trẻ có hoàn cảnh không may mắn. Điều tôi mong mỏi sau khi kết thúc là quyên góp được tiền quỹ, Hoàng nói. Mưa hay nắng, Hoàng vẫn chạy, người phía sau, xe phía trước. Hãy đi để làm ba lô của mình thêm nặng vì những thứ góp nhặt dọc đường. Hãy đi để làm đôi chân mình mòn đi chút ít. Hãy đi để trải nghiệm những điều mới mẻ, để rồi khi về sẽ yêu thêm những thân thuộc bấy lâu nay.